bạn, mời các bạn xem. Bông súng miền quê. Trời ơi, cây này bị ăn hết lá luôn. Cái gì mà ăn ghê vậy ta? Sâu gì mà ăn dữ vậy? Cây ở đây chuyên gia bị nhổ, thay gần 2-3 lần. Xin đổ mở lại. Tháng cập nhật lần. Giữa nó tạt ra thành cây bự rồi. Rồi chúng ta sẽ đi từ từ rồi. Các bạn thấy không? Đó, clip mình làm là 4 mét rưỡi tới 5 mét. Mương là 1 mét rưỡi. Thì kì là 6 mét đó. Tổng là cây cách cây 6 mét. Trồng cây cách cây 6 mét là hợp lý. Trời ơi chim. Trời ơi, khủng khiếp không? Qua rồi kìa. Đâu mà nó bay lại quá trời. Bông súng nó bị con gì ăn? Nó ghê vậy ta. Để
đây năng lượng mặt trời nè, đó mình gắn á. Không theo lắm. Vườn dừa xanh mướt. Súng sâu ăn nữa rồi, biết sâu gì nữa, ăn biết sợ. Thì đành đành coi coi. Trời ơi con chim đằng sâu thì không có, chim cá không. Chìm quá trời các bạn ơi, bài lên khên trên trời hết dưới đất. Trên trời thì có chim, dưới đất thì có mình. Trời ơi sao mà cái đó không chịu thay vậy trời. Chim trời cá nước. Tổng quan khu vườn xanh lè hết rồi. Ok.
con súng nè, đây con súng, súng bự 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 không biết nè. Chim luôn, vẫn vừa xinh. Cá gì mà cắn lúng lỗ luôn, heo mua súng hết trời.